Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với blog tin thi thi. Hy vọng rằng những thông tin được cập nhật hàng ngày trên kênh sẽ là những thông tin bổ ích dành cho quý vị. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình, chúng ta không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Cách sống rời biển của ba anh em Nguyễn Thái Luyện Người dân ở xã Thanh Sơn ấn tượng mỗi lần anh em của nhà Luyện về thăm quê đều ăn mặc thời trang cách nói chuyện thì trên trời dưới biển. Sáng 26 tháng 9 năm 2019, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định tạm giữ khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thái Lực, giám đốc công ty Địa ốc Xanh, trụ sở tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và công ty Địa ốc Long Thành Ali, trụ sở tại tỉnh Đồng Nai. Đây là hai trong số hơn 20 công ty con do Nguyễn Thái Luyện, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Địa ốc Alibaba, lập ra để lừa người mua bất động sản. Đối tượng Lực cũng chính là em trai của Nguyễn Thái Luyện. Như vậy thì tính tới thời điểm này cả ba anh em trai nhà Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh, Nguyễn Thái Lực đều đã bị tạm giam để điều tra liên quan đến những sai phạm trong hoạt động buôn bán dự án ma tại nhiều tỉnh thành. Được biết thì ba anh em nhà Luyện sinh ra tại thôn 1 xã Tân Sơn, thành phố Pleiku, Gia Lai. Ông Bùi Đặng Trường Trinh là trưởng thôn 1 cho biết, gia đình Luyện chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh sinh sống từ nhiều năm nay. Bản thân của Luyện cũng chỉ học hết cấp 3 trên địa bàn thành phố Pleiku rồi chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục cuộc sống. Bà Trần Thị Xuân là giáo vụ trường trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám, thành phố Pleiku xác nhận. Luyện từng học tập tại trường trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám từ năm 2000 đến 2003. Học lực qua các năm học và điểm thi tốt nghiệp của trung học của Luyện đều đoạt loại khá. Sở yếu lý lịch học sinh Nguyễn Thái Luyện đã được các cơ quan chức năng xác minh nhiều lần, trong đó có hai lần vào cuối năm 2018 và đầu năm 2019. Cách đây khoảng 3-4 năm, Luyện đã đưa hai người em là Nguyễn Thái Lĩnh và Nguyễn Thái Lực cùng với lại bố mẹ của mình vào tạo việc làm cho họ. Hoàn cảnh gia đình Luyện cũng khó khăn. Từ ngày họ chuyển đi thì thi thoảng anh em Luyện cũng về thăm quê. Mỗi lần về họ thường ăn mặc rất thời trang, tự xưng là những ông chủ lớn nói năng toàn là tỷ này tỷ nọ và luôn đề cao bản thân lên trên hết. Nên nhiều người dân ở đây không ưng. Ông Trinh cho biết, một người sống gần căn nhà của anh em Luyện ở xã Tân Sơn chia sẻ, vào khoảng tháng 6 năm 2019, khi xuất hiện rầm rộ thông tin công ty của anh em nhà luyện bán dự án ma, thì có nhiều người lạ đến đây quan sát căn nhà của luyện và do hỏi chuyện nhà cửa nương rẫy, cũng như các mối quan hệ tình hình đến những người nhà của Nguyễn Thái Luyện giao lưu kiện cáo đòi nợ vân vân. Ông Nguyễn Quốc Vinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Sơn thông tin thêm: Cách đây không lâu thì anh em Luyện lĩnh có về địa phương và tặng hai cây xanh để trồng tại nhà văn hóa xã với giá khoảng 20 triệu đồng. Đích thân anh em họ thuê xe chở cây đến trồng. Ngoài tặng cây xanh ra thì anh em họ cũng tặng 42 hộ nghèo của xã mỗi hộ một cái ao mưa và một mũ bảo hiểm. Ông Vinh thông tin. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hy vọng rằng những thông tin vừa rồi thực sự hữu ích dành cho quý vị. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình để chúng ta nhận được thông báo mỗi khi có thông tin mới. Bây giờ chúng ta có thể nhắn tiếp vào đây và xem thêm một số thông tin khác chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin lần sau